Vâng, hôm nay thì em mới về được một hộp N91 trong tình trạng nai níu 99%, chưa xài các bác nhé, hàng sưu tầm, máy do Phần Lan sản xuất, mang số email cuối là 1654, Made in Finland, rất là đẹp. Trên bọc ni lông nó còn dán cả mây của máy này. Một sáu năm bốn, máy còn nguyên siêu, 99%, chưa xài. Zin nguyên bản 100%, nay new 99%, chưa xài. Đủ đồ 100% các bác nha. Đối với cái máy như thế này, giá trị sưu tầm không hề nhỏ một chút nào nhé các bác nha. Trên thị trường những cái nay new full box như này là chuyện rất khó. Đốc sạc, cáp kết nối tai nghe, tai nghe, pin BL5C, sạc zin, cáp USB, cáp kết nối sạc, đĩa, sách hướng dẫn, cái máy như này giá trị sưu tầm không hề nhỏ và nó cũng đi kèm với giá thành không hề rẻ một chút nào các bác nha. Bao tech toàn quốc, để mua hàng các bác vui lòng inbox dưới bài viết em đăng hoặc comment, hoặc là để lại số điện thoại hoặc can trực tiếp cho em theo 4 số điện thoại em để dưới bài viết. Nokia L91, với những cái hộp mà trong tình trạng như thế này thị trường chắc là khó có thể có hộp thứ hai rồi. Các bạn có video